Ninh Bình không chỉ nổi tiếng là vùng đất với rất nhiều danh lam thắng cảnh, mà nơi đây còn được biết đến với nhiều món ăn ngon. Trong đó về Ninh Bình thì không thể không thưởng thức món cơm cháy. Nói đến cơm cháy, tôi cứ hay nhớ tới kỷ niệm về những bữa cơm ấm áp với ông bà mỗi khi về quê, một nồi cơm gang với những miếng cháy vàng giòn. Tôi đang có mặt tại nhà cô Vân, gia đình cô có truyền thống rất lâu đời làm món cơm cháy. Chào cô ạ. Cô chào cháu. Cô đang đãi gạo để làm món cơm cháy không ạ? Đúng rồi, gạo này cô lấy xong là cô nấu cơm. Cái gạo để nấu cơm cháy có gì đặc biệt không ạ? Bởi vì cháu thấy là cái gạo của mình nó có hai màu. Đúng rồi, mình có hai loại gạo. Vâng. Một loại là gạo dẻo, một loại là gạo khô. Thế là mình pha trộn hai loại gạo này vào thì là cháy nó dễ dóc, và hai nữa là cơm cháy của nó rất là xốp cơm. Vâng. Cô ơi, cháu thấy như đây là mình đun nước sôi trước cô. Đúng rồi, cháu phải đun sôi lên, đun thật sôi lên mới đổ gạo. À, đây cũng là một phương pháp để làm cho gạo nó dóc nồi đấy ạ. Cháu thấy là cái nồi của mình là nồi gang nhưng mà nó rất dày. Thế thì cái nồi này có gì đặc biệt không ạ? Cô phải đặt riêng, người ta đổ cho nồi nhà mình riêng. Tức là nó phải dày hơn. À, tức là cái nồi gang dày thế thì cái nhiệt độ của nó sẽ được tản đều. Đúng rồi. Và cái lớp cháy của mình nó sẽ rất là đều. Đúng rồi. Vậy thì bao nhiêu phút nữa thì mình sẽ có cháy để dỡ ạ? Như vậy là khoảng 30 vâng. phút nữa thì cháu sẽ được dỡ một nồi cơm cháy rất ngon. Cháu đang rất nóng lòng là muốn xem là làm sao mà lại dắp được cả một mẻ cháy lên. Cô ơi, bây giờ được 30 phút rồi đấy cô ạ. Cháu thử mở nhá. Rồi, đúng rồi, cháu mở ra. Thế như này thì đâu nhìn như thế này là vì đây những cái hạt cháy nào nó ria ria này nó có vẻ bong bong ra đấy, là mình nhìn là mình biết là đã có cháy rồi. À, nhưng mà cháu thấy bây giờ chỉ lấy được bên cạnh thôi, còn dưới đáy đang dính rồi. Đúng rồi, cứ từ từ đây này cháu. Lên rồi. Wow. Đấy. Wow. Quá đẹp chưa? Đúng như hình một cái nồi. Rồi đấy. Đúng là nó dóc thật quá. Tự bong đấy. Rất cái này là rất là trắng và vàng và ngon lắm đấy. Đấy. Cháu thấy cô lấy được miếng cháy rất là vàng và ngon như thế này. Bây giờ cháu có thể thử lấy một miếng cháy giống như thế này được không ạ? Được rồi, bây giờ còn nồi thứ hai đây, vâng. Cháu lại lấy tiếp. Lúc cô lấy ở rìa mà rất dễ. Mà sao lúc cháu làm bây giờ nặng thế nhỉ? Cháu thẳng con dao, cháu làm sát vào nồi. Cứ sát vào nồi thôi. Đúng rồi, đấy. Rồi, cháu thấy xê dịch rồi. Giỏi lắm. Cháu thấy xê dịch rồi. Cháu con dao vào, cháu bong nó lên. Wow. Đấy. Đây có khi là lần đầu tiên cháu dỡ được một miếng cháy mà đều như thế này đấy ạ. Cơm cháy Ninh Bình còn ngon hơn nữa bởi sự kết hợp giữa miếng cơm cháy và các thức ăn đi kèm, đặc biệt là nước sốt. Cô ơi, thấy thành phần nước sốt của mình gồm có những gì ạ? Sốt của mình mà muốn ngon thì trước hết là phải có món thịt dê. Thì cái nước này là nước gì hả cô? Cái nước này là nước xương dê. Trong cái món nước sốt này, nguyên liệu chính của nó là thịt dê. Có thể thay một loại khác không ạ? Có thể thay được, nhưng là món thịt dê nó vẫn là hợp hơn và ngon hơn. Thế là mình bây giờ nước sốt xong rồi. Phần quan trọng còn lại đó là chiên cháy. Sẽ cho từng miếng rồi. Miếng cháy của chúng ta đã phồng đều hết rồi. Trên tay tôi là một đĩa cơm cháy và một bát nước sốt. Các bạn thấy không? Trông rất là hấp dẫn. Và đã lâu lắm rồi tôi mới được thưởng thức lại món này. Chắc là mọi người đang chờ món cơm cháy đây. Mời mọi người. Mọi người ăn đi, mình ăn cái nước sốt này vào. Cái nước sốt mình rất dịu ấy. Ngon quá, giỏi quá. Cơm cháy thì xốp và giòn. Nước sốt thì thơm mùi thì dê, ngọt. Khi cơm cháy và nước sốt phối hợp với nhau sẽ tạo ra được một hương vị rất là hoàn hảo. Ngon lắm. Ngon lắm. Và Ninh Bình mà chưa ăn món này là coi như chưa cả Ninh Bình. Chưa về.